Lượt hùa cuộn tay, sinh ngay quả khủng, quay số trúng thưởng với tỷ lệ cực cao. Giải nhất 40 xe MT15, giải nhì 120 laptop Acer Nitro 5 cùng hàng ngàn điện thoại Samsung Galaxy, hỗ trợ ngay 1.500.000 đồng phí trước bạ khi mua xe. Anh cũng lo gặp lắm, không biết nó thuộc về ai đây. Nếu mà nó không thuộc về người nhận bông hồng chắc nó thuộc về người mai mối quá. Nếu mà bạn ấy không được hẹn hò là chắc mình sẽ nhận cục gạch đó. Ấn tượng chưa? Đôi dép lầu màu đỏ. Nghĩ sao mà mang đôi dép lầu hả? Hôm nay ai mời người của mình ra trước? Anh giới thiệu người ra trước đi ha. Trước đi rồi. Tôi biết rằng quý vị bây giờ cũng đang nôn nao chờ đợi để xem cặp đôi ngày hôm nay như thế nào nhá. Họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không? Hay là họ không đồng ý? Mà tôi tin rằng chắc là họ sẽ đồng ý. Và bây giờ nhân vật chúng ta ngày hôm nay, nhân vật nam xuất hiện, xin mời. Khoan, đứng được rồi. Trời đất ơi, lần đầu tiên đi hẹn hò mang dép kỳ vậy? Dép Lào hả? Lên, em có nghe nhầm không? Mang dép Lào đi hẹn hò hả? Thôi ngồi đi, từ từ đến coi sao thấy lạ quá. Cái gì kỳ vậy? Một tay cầm bông hồng, một tay cầm cục gạch. Nghĩa là tặng bông hồng không lấy, là chơi luôn cục gạch luôn hả? Bạn tên là gì? Em tên Thanh Liêm. Thanh Liêm, mặc đồ võ chắc là học võ ra hả? Dạ. Nhiêu tuổi rồi bạn? Dạ, 22. 22 tuổi. Hôm nay bạn đi có ai cổ vũ cho bạn không? Dạ có. Ai đâu? Xin dép Lào cha vô. Xin dép Lào cha vô. Bạn có rung hồi hộp gì không? Dạ có. Bắt tay bạn cái coi. À, ui. Sao vậy anh? Anh bị gì vậy? Anh Linh. Trời ơi. Bạn học võ thành ra là hình như bạn bóp tay nó hơi nặng chút xíu. Trời ơi, bóp tay mà em tưởng đâu anh ăn cục gạch rồi. Được chưa? Anh cũng lo cục gạch lắm, biết nó thuộc về ai đây. Nếu mà nó không thuộc về người nhận bông hồng chắc nó thuộc về người mai mối quá. Nếu mà bạn ấy không được hẹn hò là chắc mình sẽ nhận cục gạch đó. Rồi, và bây giờ xin mời quý vị hãy hướng mắt về và nhìn xem bạn nữ của chúng ta ngày hôm nay như thế nào nhé. Xin mời bạn. Là có gu, mặc dù rất là giản dị nhưng mà không có kém phần chói lóa. Nhìn sơ phía trên tưởng là giản dị, sơ mi cài cổ nhưng phía dưới là chói lòa. Em tên gì? Dạ em tên Nguyễn Đặng Thu Hằng. Em 22 tuổi. Hằng 22 tuổi. Hằng đang làm gì? Công việc hiện nay là làm gì? Dạ em đi học. Học đại học hả em? Dạ em đi học. Em học bên ngành nào, khoa nào? Em học tài chính ngân hàng. Học tài chính ngân hàng. Em ơi, hồi nãy bạn nam bên kia đi là cũng có rất là nhiều bạn bè theo cổ vũ. Vậy hôm nay Hằng đến đây có ai theo cổ vũ Hằng không? Dạ, có gia đình em. Gia đình là ai? Có bà nội nè, có mẹ. Với có chị. Trời ơi. Hết luôn ba thế hệ luôn hả? Đâu gia đình bạn đâu? Dạ, ngồi. Xin được chào các bạn. Cố lên. Tôi nói thiệt nha, trong cuộc đời tôi chứng kiến nhiều cuộc hẹn hò, chưa thấy cuộc hẹn hò nào có ông nội bà nội bên có cả gia đình đi theo hết trơn. Cái này cũng hơi khó, hơi căng rồi nha. Xin hỏi bạn Liêm à. Dạ. Bạn nghe rõ bạn kia tên Hằng là chứ gì? Dạ. Bạn kia đang học đại học. Dạ. Còn bạn đang học gì? Em cũng đang học đại học. Đại học luôn? Đại học sao đi học võ nữa? Là em học đại học thể dục thể thao Hồ Chí Minh, trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 2. Vậy bạn học năm thứ mấy rồi? Dạ năm thứ tư. Năm thứ tư rồi. Dạ. Tính cách của bạn là như thế nào? Mạnh mẽ. Có đôi chút lãng mạn. Mạnh mẽ, lãng mạn. Cao nhiêu? Cao mét mấy? Dạ, em cao mét 73. 73. Nặng chắc cũng cỡ 70kg hả? Dạ, 71. 71kg. Nước da trắng tươi. Trắng lắm hả? Trắng nước lắm da trắng tươi, trời ơi. Tụi em thích da trắng lắm á. Tại vì em không có được trắng, em rất là ngưỡng mộ với người đàn ông da trắng. Em có thích da trắng không? Dạ, trắng công tử lắm chị ơi. Chứ em thích làm sao? Ngâm ngâm giống em. Thích ngâm ngâm giống em. Bên kia mà trắng là bên kia rớt rồi đó nha. Bên đây người ta thích da ngâm ngâm thôi. Chiều cao bạn em thấy sao, có cao quá không? Dạ, hơi thấp. Chứ em muốn làm sao? Mét 75 trở lên.
Bên đây muốn 1m75 trở lên, bên kia mua đôi giày cao gót mang đi. Em ơi, cho chị muốn hỏi em một tí nha. Hồi nãy chị đùa với em thôi, chứ còn hôm nay em tại sao lần đầu tiên đi hẹn hò thì chị nghĩ bạn nữ mình là rất là xí xọn, nó muốn làm đẹp đúng không? À, tại sao em lại chọn bộ đồ đơn giản như vậy? Dạ, tại đây mới là cá tính của em. À, dạ. Vậy là cá tính của em thích đơn giản. Dạ, đơn giản nhưng mà đẹp. Đơn giản nhưng mà đẹp, đơn giản mà đẹp, chị đồng ý em, rất đơn giản và rất đẹp. Dạ. Bên đây còn đơn giản hơn nữa, mặc đồ đi tập để gặp luôn á. Tập gì vậy anh? Tập võ. Hả? Mặc đồ tập võ đi gặp luôn thì đơn giản lắm. À, bạn sở thích của bạn là gì? Bạn thích gì? Võ thuật. Võ thuật. Giải trí bạn thích gì? Có thích hát hò gì không? Thích hát loại nhạc gì? Nhạc trầm. Nhạc trầm. Buồn. Không có thích sôi nổi hả? Rồi đó, sở thích bên đây đó. Bên đó như thế nào? À, em thích đi du lịch. Đi du lịch. Thích ăn uống với bạn bè. À, đi ca hát. Nhảy múa, nói chung là em thích cái gì năng động á, là em thích à. Nhảy múa là sao em? Ấy thì mình vừa ca hát vừa nhảy luôn. Chị nhìn thấy em rồi, chị thấy em năng động rồi. Nè, Linh ơi, Linh ơi, bạn gái em có đồng điếu rất là đẹp nha, nha. Bên đây cứng cáp nha, dân võ thuật nha. À, đi tới hẹn hò đầu tiên cầm cục gạch nha. Nhưng mà em thấy mông ủng quá à. Cái gì mà vừa cứng mà vừa mềm là giờ sao? Tôi hỏi bạn nè, lý do tại sao bạn một tay cầm bông hồng, tại sao tay cầm cục gạch là sao? Một bên tay em cầm bông hồng đó là thể hiện sự lãng mạn em muốn dành cho cô ấy. À. Còn một bên cầm cục gạch em muốn chứng tỏ là sức mạnh, em có thể bảo vệ được cô ấy. Hay nha. Bảo vệ được cô ấy. Trong đầu bạn tưởng tượng cái cô gái ngồi bên kia như thế nào? Cao, trắng, chắc chắn. Chắc mái tóc cô ấy dài. Tóc dài. Trắng mà có trắng trong tương lai nếu tắm trắng. Dài có dài nếu 6 tháng tới không cắt tóc. Em ơi, ở bên kia là người ta chơi thể thao, ở người ta tập võ, em có chơi thể thao gì không? Dạ em có bơi với chơi cầu lông. Ok, vậy là được rồi, là mình cũng có thể thao, người mình mạnh khỏe đáng chắc. Em nghĩ là em có ưu điểm gì? Ưu điểm của em là hay ăn. Ưu điểm là hay ăn. Câu hỏi nữa chị muốn hỏi em là cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Em hả? À, cao to, mạnh mẽ, đừng lãng mạn quá, đừng có ghen quá. Đừng có, đặc biệt là phải hay cười giống em. Cười bên đây cười hoài, bên đây cười hoài à. Nè, đừng có ghen quá nha. Bên đây, hồi nãy bên kia đó, đừng có ghen quá. Bạn có ghen, có tính hay ghen không? Thấy cầm cục gạch là nghi lắm à. Có đâu, cầm cục gạch để bảo vệ bạn gái thôi mà. Bạn hay ghen rồi, bạn nói đi, tính bạn có hay, có ghen không? Dạ không. Không có ghen. Đúng rồi, đâu có ghen đâu. Không ghen. Được đó. Bạn có thích bạn gái bạn biết đánh võ không? Dạ thích. Để về hai người đánh lộn hả? Đó. Chứ chi? Trao dồi võ thuật. Trao dồi võ thuật. Bên đây muốn học võ đó, bên kia có muốn học võ không? Em nghe bên đó biết đánh võ rồi bảo vệ em là em vui hay là em sợ? Em sợ. Em sợ. Em sợ. À, lý do tại sao đến bây giờ mà bạn vẫn chưa có người yêu hả bạn trai? Tại vì em lo cho việc học, bây giờ việc học của em đã đâu vào đó rồi, nên giờ em có rảnh thời gian nên em muốn tìm một nữa. Giờ rảnh thời gian rồi, rảnh thời gian đi tìm người yêu rồi. Dạ. À, mẫu người yêu của bạn là như thế nào? Mẫu người yêu của em cũng đơn giản, giản dị và biết làm đẹp cho mình rồi. Vậy là hợp rồi, bên đây rất là đơn giản, rất là giản dị, từ nãy giờ người ta giới thiệu rồi mà. Em mẫu người lý tưởng của em có thần tượng ai không? Dạ, em thần tượng ca sĩ Lam Trường. Bên đây cũng giống Lam Trường lắm rồi nha. Giống Lam Trường không? Giống rồi nha. Trời ơi, cho coi nha, cho coi cái nha. Anh Lam Trường ơi, có em Cát Tường viếng thăm. Ấn tượng chưa? Đôi dép lầu một đỏ. Nghĩ sao mà mang đôi dép lầu hả? Đó là cá tính và phong cách của em. Phong cách? Phong cách thì lạ lùng vậy. Ôi, nước da này ấn tượng quá, rám nắng quá. Ôi, nhìn mà thích làm sao. Em ơi, nói chung là mình bỏ ra cái tình huống đôi dép lào
cái tình tiết đôi dép lào đó là cái cá tính thể hiện bên ngoài, nhưng mà chị thấy ẩn sâu bên trong người đàn ông này là một cái gì đó rất là bí hiểm. Bên kia thần tượng Lam Trường, em có thần tượng ai không? Em thần tượng người mẫu Thanh Trúc. Thanh Trúc hả? Tôi biết Thanh Trúc à, nhìn coi giống Thanh Trúc không nha. Người mẫu Thanh Trúc. Cười kì á. Em giới thiệu đó có hoa đúng không? Quá trời xinh xắn và duyên dáng. Nhìn bên kia giống Bùi Trúc á. Nói chung là dễ thương lắm. Dạ. Mặt quần đỏ, hợp với dép lào á. Dép lào đỏ, dép lào đỏ. Bây giờ bạn đang có nôn nao muốn gặp Linh không? Linh ơi, giờ khắc giao thời đã đến rồi. Linh ơi, dạ, nôn nao quá muốn rồi. Muốn không? Muốn gặp không? Gặp không? Giờ bạn cầm cục gạch hay là bông hồng? Bông hồng. Bông hồng, rồi cầm lại đi. Chuẩn bị. Giờ khắc quan trọng đã đến với hai bạn. Bạn Liêm và bạn Hằng. Tới và bạn không, quay anh mặt về phía cái màn. Sao qua? Màn tình yêu. Chuẩn bị. Kéo lên. Bắt đầu. Mở mắt ra. Cục gạch giấu đâu rồi anh? Kìa. Ờ, em yên tâm. Hai bạn có quyền trò chuyện trong vòng 2 phút. Bắt đầu. Trước khi nói chuyện nên mình tặng bạn luôn. Trời ơi, ngưỡng mộ quá. Quá dữ. Thích quá. Mình nhanh nghe lên. Nói là bạn đang tìm một người có đủ sức khỏe để bảo vệ cho bạn. Bạn nghĩ sao gì về mình? Liêm mạnh mẽ hết sức có thể luôn. Tiếp đi bạn, có 2 phút thôi mà, nhanh lên. Bạn nghĩ sao về mình? Bạn rất là gần giống như gần phải nói là tí nữa là như thanh người mẫu Thanh Trúc rồi. Chúng ta còn 30 giây, nhanh lên, nói gì đi. Mình hẹn hò nha. Hết thời gian. Quay lại. Bây giờ thời khắc quan trọng. Chuẩn bị. Để tay các bạn sau. Sẽ có 3 tiếng đếm ngược. Tay phải đây. Và để tay vào nút bấm để xem trái tim màu hồng có hiện lên hay không. Một, hai. Không biết bạn nữ có muốn hẹn hò hay không, còn bạn nam thì muốn rồi đó. Ba, bắt đầu. Chúc mừng. Mời bạn đứng dậy. Cảm giác của bạn trai thế nào khi bạn gái đồng ý hẹn hò với bạn? Em rất là vui. Nếu như bạn nữ mà từ chối không muốn hẹn hò thì bạn nghĩ sao? Thì đó là do duyên số của em chưa đến. Giờ bạn thấy đến chưa? Dạ đến rồi. Còn em tại sao em quyết định nhanh lẹ vậy? Em nói chị nghe coi. Em cũng biết hết rồi. Em cũng biết luôn. Nhưng mà chị thấy em cầm cái hoa là chị biết em rất là thích. Thay mặt chương trình, bạn muốn hẹn hò gửi tặng bạn một cặp vé xem phim. Đây là cơ hội đầu tiên và tôi nghĩ rằng bạn hãy nắm chắc cơ hội đó để tiến xa hơn nữa. Thì tặng hai bạn. Mời hai bạn nắm tay nhau và dắt nhau đi xem phim. Trời ơi. Yêu này em, cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn. Cảm ơn nhiều nha. Tặng em. Anh kỳ quá à, người ta tặng bông hồng, anh tặng cục gạch. Cái này cũng ấn tượng lắm đó nha. Mình nhìn bề ngoài mình không thể nào đánh giá được con người. Thấy gồ ghề quá, em nghĩ là người rất là khô khan. Nhưng mà khi tỏ tình, trời ơi, đi thẳng một cái đét. Anh làm muốn hẹn hò, trời em có đồng ý hẹn hò không? Em thấy cặp này rất là dễ thương nha. Em cũng muốn hẹn hò đúng không? Rồi trước khi mà giới thiệu cho em á thì anh sẽ tiếp tục giới thiệu một cặp nữa xong cái đã rồi mới thích em.